Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 23 tháng 1 tại km 36+400 đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an cho biết đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe điều khiển phương tiện. Kết quả cho thấy lái xe không vi phạm nồng độ cồn, không dương tính với ma túy. Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, Bộ Công an cho biết hồi 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 tại km 36+400 đường La Sơn thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 47B01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng, sinh năm 1988, trú tại huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Trên xe chở 22 người, 19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 19 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Ô tô khách thuộc nhà xe Quỳnh Hương bị hư hỏng dập nát. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30 mét, đầy cầu tải trọng lớn để cầu kéo. Nguyên nhân sơ bộ do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn. Trong báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sáng cùng ngày, Bộ Công an cho biết, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên do điều kiện địa hình vực sâu, trời mưa, sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn, tổ chức điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024, tập trung tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, làm việc xuyên đêm xuyên Tết để hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, tập trung vào tuyến quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm, tuyến đường đèo dốc nguy hiểm, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, nhất là liên quan đến xe khách. Sáng ngày 23 tháng 1, Bộ Công an đã có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Theo báo cáo, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên do điều kiện địa hình vực sâu cộng thêm thời tiết mưa, sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn, tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 năm 2024 tại km 36+400 đường La Sơn, Hòa Liên thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 47B01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng, sinh năm 1988, trú tại huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Trên xe chở 22 người, 19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe lao xuống vực sâu. Hiện phương tiện đang neo buộc tại khu vực sâu khoảng 30 mét, đợi cầu tải trọng lớn để cầu kéo. Ngày 23 tháng 1, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực sâu trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua địa phận huyện Hòa Vang, khiến 2 người tử vong. Theo báo cáo của Bộ Công an, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 năm 2024 tại km 36+400 đường La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Phương tiện gặp tai nạn là ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 47B01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng, sinh năm 1988, trú tại huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Trên xe chở 22 người, 19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe lao xuống vực sâu. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường, cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên do điều kiện địa hình vực sâu, cộng thêm thời tiết mưa, sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hậu quả bước đầu xác định 2 người chết tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ. Sáng cùng ngày, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.
Danh sách các nạn nhân bị thương gồm Trần Thị Ngọc, chú Hải Dương, Lâm Thị Lanh, Hải Dương, Đào Thị Loan, Đắk Lắk, Hoàng Văn Kiệt, Quảng Bình, Phạm Thị Ngọc Hiếu, Ninh Bình, Đoàn Văn Minh, Đắk Lắk được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Còn các nạn nhân Phương Thanh Tùng, Đắk Lắk, Nguyễn Tuấn Liêm, Đắk Lắk, Nguyễn Công Danh, Hà Nội, Cao Xuân, Đắk Lắk, Vũ Văn Được, Hưng Yên, Phạm Văn Ninh, Thanh Hóa, Đoàn Thị Thoa, Đắk Lắk, Vi Thế Mạnh, Đắk Lắk, Phan Văn Tính, Hưng Yên, Hồ Thị Xuân, Nghệ An, Vũ Hải Đường, Hưng Yên, Vũ Thị Yến, Đắk Nông, Nguyễn Văn Sĩ, quê Hưng Yên được cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng. Nạn nhân Trần Đăng Hải, Quảng Trị được cấp cứu ở Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Vĩnh, Đắk Lắk và một người chưa rõ danh tính. Các nạn nhân sống sót trong vụ xe khách lao xuống vực sâu trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Là nạn nhân mất tích trong vụ xe khách lao xuống vực sâu trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, địa phận huyện Hòa Vang, anh Nguyễn Văn Sĩ, 27 tuổi, may mắn thoát nạn và đang được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Anh Sĩ cho biết thời điểm xe xảy ra tai nạn vào khoảng 1 giờ sáng, trên xe có 22 người. Lúc này mọi người trên đang ngủ thì bỗng nghe một tiếng động mạnh, sau đó xe lộn nhiều vòng và đổ xuống vực sâu. Tôi đang trên đường từ Gia Lai về Hưng Yên để ăn Tết, lúc đang ngủ thì bỗng nghe tiếng ầm, sau đó xe lao xuống vực và nát hết. Lúc này có nhiều người mắc kẹt trong xe, mọi người la hét và tìm đường bò lên trên, anh Sĩ nhớ lại. Theo anh Sĩ, do trời tối và mưa lớn nên các hành khách trong xe, những ai tỉnh táo thì dùng đèn flash của điện thoại để tìm kiếm những người bị mắc kẹt và đợi cứu hộ đến. Xe rơi xuống vực sâu khoảng 20 mét so với mặt đường, vì quá dốc nên nhiều người không thể tự leo lên được. Lúc này, tài xế vẫn tỉnh táo và hô hào mọi người tìm kiếm người còn bị kẹt. Giờ phút đó chỉ mong làm sao cứu người bị kẹt một cách nhanh nhất thôi, anh Sĩ cho hay. Vì xe cứu thương chật nên anh Sĩ đã nhường chỗ cho những nạn nhân nặng hơn và xin đi nhờ một chiếc xe tải để tránh trời mưa và lạnh. Tôi trú ở hầm đến sáng thì công an tìm thấy, anh Sĩ nói thêm. Cùng nằm tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, ông Vũ Hải Đường, 51 tuổi, quê Hưng Yên, vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn vừa trải qua. Lúc xe gặp nạn, trời mưa lớn và lạnh lắm, ai còn tỉnh táo thì cố gắng tìm kiếm những người khác và tìm đường lên trên. Lúc đó tôi cũng không đủ bình tĩnh để quan sát, chỉ thấy mọi người bò ra ngoài nên tôi cũng bò theo, ông Đường kể. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 13 ca liên quan đến vụ tai nạn, trong đó có một ca nặng đang được điều trị ở khoa hồi sức, một số ca nhẹ đã được xuất viện. Ngoài ra, 7 người khác đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.